Nào, hôm nay chúng ta học tiếp bài đọc thêm của bài số 17 ha. Bài đọc thêm dưới tủ là Hoa lụa cưng sinh miên tờ truy hô ý khưa. Truy hô ý khưa là một giờ khắc cuối cùng, giây phút cuối cùng. Hoa lụa cưng sinh miên là sinh mạng của hoa la canh, vậy là giây phút cuối cùng của sinh mạng của hoa la canh, mình sẽ dịch như vậy ha. Mình sẽ đọc từ mới trước nha. Ở bài bài đọc bài đọc bài văn chính của bài số 17 á, chúng ta đã học Hoa La Canh. Hoa La Canh là học về là một nhà toán học vĩ đại ha của Trung Quốc á. Xong, bài này sẽ nói về nhà toán học Hoa La Canh một lần qua bên Nhật Bản diễn giảng về toán học. Xong rồi ngài chết ở trên bục giảng luôn. Đó là cái sự nghiệp làm việc của ông là đến hơi thở cuối cùng, rất là đáng ngưỡng mộ ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc phần từ mới nha. Từ số 1 mời mọi người đọc theo này. Ý khơ chàng thái diễn chàng thua xin trang bình pha chua cán chỉnh thẳng xỉnh truy sự ý khơ là một khắc một phút, ở đây là nó còn cũng còn có nghĩa là giờ khắc nữa ha, giờ phút giờ khắc thời khắc giây phút, có thể dịch như vậy được. Chàng chàng là dạng, thải là cái sân khấu, cái bục, vì vậy là ghép lại là bục dạng chàng thải, tức là khi mà những người đứng giảng dạy thì người ta có cái bàn ha, trưng hoa lên có micro, thì cái bàn đó là người ta gọi là bục dạng đó, chàng thải. Diễn chàng là diễn giảng, diễn tức là diễn giải biểu diễn, chàng là nói, thua chữ thua, thua nghĩa là cởi bỏ cái quần áo, cởi bỏ áo khoác, bà ta y thua xa lại, cởi bỏ cái áo khoác xuống. Ngoài ra chữ thua này còn có một cái nghĩa là thoát ly, thoát khỏi, rời khỏi ha, thua. Ví dụ như là thoát ly khỏi cái nguy hiểm, người ta cũng dùng chữ chữ này là thua lý ha, thua lý危险. Xin trang bình, xin là tâm, trái tim, trang là dơ bẩn, bình là bệnh. Bệnh gì mà trong tâm mình dơ, đây là không phải là bệnh của tâm hồn đâu nha, mà chữ xin trang pin này là bệnh tim mạch, bệnh tim mạch á, ví dụ như là cao huyết áp này, rồi cao huyết áp thông thường thì những cái cholesterol trong máu á, nó sẽ làm cho mạch máu mình là bị nghẽn, rồi dễ bị chết, tai biến ha. Pha chua là bệnh cũ tái phát, gọi là pha chua. Cán chìn là vội vàng, vội. Chữ càn có nghĩa là nếu mà một chữ động từ càn á, ý của nó là đuổi, là mình đuổi kẻ địch đi này, rồi mình thấy là con gà con chó nó phá quá, mình đuổi nó, mình xua đuổi nó, thì chúng ta cũng dùng chữ càn. Ví dụ như là đuổi kẻ địch đi, bà tí rấn cán trộn. Bà tí rấn cản trộn, đuổi kẻ địch đi. Rồi còn chữ chìn tức là khẩn cấp, vậy là cái từ cản chìn càn đã là đuổi thì là nó cũng là vội, là nhanh rồi, thì hai từ ghép này là vội vàng, vội cản chìn, tức là mình đuổi theo thời gian á. Thàng, chữ thàng là nằm. Nằm thì liên quan đến thân, cho nên là chữ thàng ta thấy là có bộ bộ thân ở bên trái ha. Thàng thàng tức là mình
là nằm ngửa xuống, nằm ngửa trên mặt đất, nằm ngửa trên giường thì gọi là thẳng. Thẳng khác với ngủ nha. Xoay thì là hiện tại là nhắm mắt là chìm vào trong giấc ngủ là xoay, xoay treo. Còn chữ thàng này chỉ là nằm xuống thôi chứ không có nghĩa là ngủ say. Nó khác nhau nhé, hành động. Ví dụ ta nằm ta coi tivi thì chỉ là nằm thôi nhưng mà mắt đâu có ngủ đâu. Thàng chơ khan tiên sư. Xình, chữ xình là tỉnh, tỉnh táo, tỉnh giấc. Mình ngủ dậy mình tỉnh giấc lại nó cũng là xình. Hay là đang nằm mơ cái thức tỉnh lại cũng là xình ha. Hoặc là say rượu chúng ta tỉnh rượu rồi nó cũng là xình. Truy sư, truy sư là từ trần qua đời ha, tả thế. Cái từ mà diễn tả con người chết là nhiều nhất trong tất cả các từ luôn nha. Từ sinh ra thì không có bao nhiêu từ mà từ chết là nhiều lắm. Cả tiếng Việt là và tiếng Hoa nếu mà kể ra thì ôi nó mấy chục từ á, nhiều lắm luôn, giống nhau. Cực kỳ là nhiều ha. Nên người nước ngoài mà học mấy cái từ về chết là họ không biết đâu mà lần. Rồi chúng ta đọc bài nha. Rồi bây giờ chúng ta đọc bài đọc thêm. Bây giờ mời các em đọc theo thầy nha. Hoa lúa cưng sinh mệnh tờ truy hậu ý khở.1985年6月20日下午，数学家花罗庚出现在东京大学的讲台上。开始了他的访问日本的学术演讲。会场上安静极了，听讲的日本数学家们不断鼓起热烈的掌声。日本朋友们听说他的身体不错，为他准备了椅子。但他几乎是一直站着演讲的。他讲得满头大汗，他脱掉了上衣。对花罗庚的这次访问，日本数学界朋友们已经等了3年，早在1982年就请他到日本来。花罗庚很重视这次访问，出发前多次对代表们说，要认真学习日本朋友的经验。当然也要报告自己的工作。到达日本后，
他一直在想怎样做好这次数学报告。 九日，从日本的另一个城市到东京后，他什么活动也没参加，整整准备了2天。 11日，直到深夜2点钟才睡觉。由于认真地进行了准备，报告取得了很大成功。 本来说报告只有45分钟，他看了看表，已经过了时间，于是向会议主席。 要求多讲几分钟，得到同意后，他又继续讲，最后一共讲了1个小时零。 5分钟，在长时间的热烈掌声中，他坐在椅子上，准备再讲几句话。 但刚讲出一句别人没听清楚的话，就突然从椅子上滑了下来，他的心脏病发作了。 中日两国医生和数学教授们赶紧跑过去，让他躺下，并立刻送到东京大学医院。 1985年6月20日晚10点09分，花罗庚去世了。他活着的时候经常说。
Yao cung chua tao sinh mệnh tờ truy hâu ý khở. Wǒ yuān sǐ zài gōng zuò gǎng wéi shàng. Er bú yuān sǐ zài bīng chuǎng shàng. Zhè wéi dāng dài shú xuè dā shì shí xiān le 自己的愿望. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc một lần nhanh, các em sẽ học cách đọc lưu loát nha. Hoa lúa cưng sinh mệnh tờ truy hâu ý khở. 1985年6月20日下午, 苏学家花罗庚出现在东京大学的讲台上，开始了他访问日本的苏学演讲。会场上安静极了，听讲的日本苏学们不断鼓起热烈的掌声。 Ta đọc lại câu này nhé. Thính giảng de rư bẩn su xuế gia mẩn bú đoan gú chỉ rơ lê de chẳng sân. Rư bẩn phẳng yếu mẩn thính xô ta de sân thị bù hào. Vây ta chuẩn bây là ý zi. Tan 他几乎是一直站着演讲的。他讲得满头大汗，他脱掉了上衣。对花罗庚的这次访问，日本书学界朋友们已经等了3年。 早在1982年就请他到日本来，花罗庚很重视这次访问。出发前多次对代表们说，要认真学习日本朋友的经验，当然也要报告自己的工作。 到达日本后，他一直在想怎样做好这次学术报告。9日，从日本的另一个城市到东京后，他什么活动也没参加。 整整准备了2天。11日直到深夜2点钟才睡觉。由于认真地进行了准备，报告取得了很大成功。 本来说报告只有45分钟， 他看了看表，已经过了时间， 于是向会议主席要求多讲几分钟， 得到同意后， 他又继续讲， 最终一共讲了 1小时05分钟，在长时间的热烈掌声中，
他坐在椅子上准备再讲几句话，但刚讲出一句别人没听清楚的话，就突然从椅子上滑了下来，他的心脏病发作了。 中日两国医生和输血教授们赶紧跑过去让他躺下，病历科送到东京大学医院。日本的心脏病医生们做了极大努力，但 花罗庚却再也没有醒过来。1985年6月12日晚上10点09分，花罗庚去世了。他活着的时候经常说， 要工作到生命的最后一刻，我愿死在工作岗位上，而不愿死在病床上。这位当代输血大师实现了自己的愿望。 Khi mà đọc được rồi, các em chịu khó luyện đọc hai ba chục lần, có khi là 40-50 lần luôn đấy, đọc đến lưu loát trôi chảy câu từ như vậy là sau này môn nghe và nói của các em là mới là thực sự là siêu nha. Khi đó là trong công việc là nghe và nói là rất êm rất tốt luôn, phải luyện như vậy. Còn sau này là có dịp mà đi thi HSK thì thôi rồi, môn nghe và nói thì nghe đọc đều rất tốt luôn ha, yên tâm. Rồi bây giờ ta dịch bài. Mình sẽ dịch ra tựa đề là gì? Giây phút cuối cùng của sinh mệnh Hoa La Canh. Sinh mệnh của Hoa La Canh ha. Hai chữ của cũng được. Câu đầu tiên đó là thời gian. Thì ta thấy là xa ủ, chúng ta sẽ dịch trước. Tiếng Hoa là thời gian lớn đứng trước, thời gian nhỏ nhất đứng sau. Mà tiếng Hoa thì ngược lại, thời gian nhỏ nhất là đứng trước. Cho nên mình dịch là gì? Buổi chiều ngày 12 tháng 6 năm 1985. Su xuế cha Hoa Lúa Cưng, nhà toán học Hoa La Canh xuất hiện ở, ta thấy là chu sen trai là động từ. Rồi phía đằng sau là tờ trạng thái sang là tân ngữ ha. Xuất hiện ở trên bục giảng của trường đại học Đông Kinh. Tông Trinh Ta Sẽ là trường đại học Đông Kinh ha, tức là đến trường đại học Đông Kinh và ngồi trên bục giảng đó giảng. Khai sử là tha phỏng vấn Nhật Bản tờ su xuế diễn giảng, là bắt đầu chuyến viếng thăm, thăm cái gì này, thăm tức là ngài sẽ đến viếng, đến thăm thăm tham dự á, thăm đến thăm thăm một cái buổi buổi gì buổi diễn giảng về học thuật của Nhật Bản. Trên hội trường cực kỳ yên tĩnh. Nguyên cái cụm từ thiên chàng tờ rư bần su xuể cha mẫn, nguyên cái cụm từ này đều là danh từ hết, và phía đằng sau cùng là su xuể cha mẫn là danh từ chính, là từ trung tâm của cái cụm từ này. Vì vậy mình sẽ dịch từ trung tâm trước là su xuể cha mẫn, là các nhà toán học. Vậy vậy dịch ngược lại là các nhà toán học Nhật Bản khi nghe giảng đều không ngừng cổ vũ, những tràng pháo tay. Bù toan là không ngừng, cú chỉ là cổ là vỗ tay, cú chỉ cú chàng
là cổ vũ bằng những cái tiếng vỗ tay đó. Không ngừng cổ vũ, không ngừng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt, nó là dịch như vậy. Rư bần phẫn dầu mạnh, thiên xô tha đà sanh thị phu hào. Các bạn người Nhật nghe nói sức khỏe của ông ta không tốt. Vậy tha chuẩn tay là ý chứ, đã chuẩn bị ghế cho ông ta. Nhưng mà ông ta dường như là đứng suốt cả một buổi giảng, đứng suốt để giảng bài, để diễn giảng, đứng suốt để diễn giảng. Ông ta giảng đến nỗi trên người toát đầy mồ hôi, màn thổ ta han, ta hình dung là mồ hôi là khắp cái đầu, là chỗ nào cũng mồ hôi tuôn 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 ra đầy mặt ha. Tha thua là thua teo là sang y, ông ta đã cởi bỏ áo khoác, phải nóng quá cởi bỏ áo khoác. Ta thấy là câu này là tuy hoa lụa cưng ta chơ chư phản quân, có chữ tuy là giới từ, tuy hoa lụa cưng là đối với hoa la canh, nhưng mà mình lại phải dịch cái phía đằng sau cụm từ này trước này. Chuyến chuyến phỏng vấn, tức là viếng thăm á, chuyến viếng thăm lần này đối với hoa la canh. Rồi nguyên cái cụm từ là danh từ hết này, rư bần su xuế cha su xuế chia, giới giới toán học thắng dầu mẫn, bạn bè. Vậy là bạn bè giới toán học ở Nhật Bản, ý chinh thần là xa nén, đã đợi hết 3 năm. Chào cha y chiều ba ơ nén, từ sớm năm 1982 thì đã mời ông ta đến Nhật Bản rồi. Chư trình ta thao rư bần lái, hoa lúa cân hẳn trung sư chơ sư phản vân. Hoa la căn rất là coi trọng chuyến thăm lần này, tức là từ năm 1982 đã mời rồi, nhưng mà phải đây đợi đến 3 năm sau, tức đến năm 1985 thì ông ta mới đến Nhật Bản để mà diễn giảng. Dịch tiếp: Chu pha chén tua chữ tuê tài biểu mấn sụa, trước khi xuất phát đã nhiều lần nói với đoàn đại biểu. Giao rân chân xuế xí Rư bần phẳng dầu thật chinh dèn, cần phải học tập tốt kinh nghiệm của, cần phải là nghiêm túc học tập kinh nghiệm của các bạn Nhật. Tang rán dễ giao báo cáo tự chỉ ta công chua, đương nhiên cũng phải báo cáo công việc của mình. Tao tá rư bần hộ, sau khi đến Nhật Bản, chữ tao tả là đến ha, đến sau khi đến Nhật Bản. Tha y chữ xiang, y chữ chai xiang, trần giang chua hảo chơ chữ su xuế bao cạo. Ông ta luôn y chữ chai xiang, tức là luôn nghĩ, luôn suy nghĩ ha, y chữ là luôn, mình nhận là luôn được. Ông ta luôn suy nghĩ làm thế nào để làm tốt việc báo cáo học thuật lần này. Vào ngày chín, từ từ một cái thành phố khác của Nhật Bản, chống rư bần ta liên ý cái chẩn sư, vậy là từ một thành phố khác của Nhật Bản đến Đông Kinh. Nó có chữ hô, tức là sau khi, tức là sau khi từ một thành phố khác của Nhật Bản đến Đông Kinh, tức là tới Nhật rồi, nhưng mà trước khi tới thành phố Tokyo, Đông Kinh là thành phố Tokyo đó, trước khi đến Tokyo là đã đến một cái thành phố nào của Nhật Bản, sau đó là mới đến Tokyo. Tung chinh á. Tha sẵn mơ hủa tông về mấy chan chả, ông ta chẳng tham gia hoạt động gì cả. Chấn chừng chuẩn bị là lẻng thèn, đã chuẩn bị hết 2 ngày. Sử y rư chữ tao sân dê lẻng tiền trung trải suy chào, tức là vào ngày 11 mãi đến 2 giờ khuya mới ngủ. Trời ơi, thức khuya quá là già nguy hiểm phải không? Trẻ mà thức đến 2 giờ như thầy là cũng thường xuyên 1-2 giờ đó, còn thấy là nó mệt người. Dấu dĩ rân chân tơ chinh xỉn lợt chuẩn bị, do
đã tiến hành, do đã là rất là chăm chỉ tiến hành sự chuẩn bị, nghiêm túc tiến hành sự chuẩn bị, buổi báo cáo đã giành được thành công rất lớn. Phần lại số báo cáo chỉ có 45 phút, là phần lại là lẽ ra nói rằng buổi báo cáo chỉ có 45 phút. Ông ta nhìn đồng hồ, ông ta nhìn đồng hồ, đã qua thời gian rồi. Thế là cái từ xiang huay chủ sĩ, cái từ xiang là với ha, dịch là với, nó là giới từ. Rồi giao chiếu là động từ chính của chữ xiang. Chủ huay chủ sĩ là chủ tịch của cuộc họp, chủ tịch của cuộc họp, là người chủ trì cuộc họp á. Thế là yêu cầu với người chủ trì của cuộc họp giảng thêm vài phút nữa. Tớ tao thống nghi hộ. Sau khi được sự đồng ý, ông ta lại tiếp tục giảng. Sau cùng, tổng cộng đã giảng hết 1 tiếng đồng hồ lẻ 5 phút. Và 5 phút, lẻ 5 phút. Ta có cái cấu trúc là chai chấm chấm chấm, chung là trong, trong thì là trong ha. Tráng sử chen tờ rơ lê chẳng sân. Tráng sử chen tờ rơ lê chẳng sân là trong, trong cái gì? Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt suốt thời gian dài. Suốt thời gian dài. Tha chua chai ỷ tư sang. Ông ta ngồi ở trên ghế. Chuẩn bay chai chẳng chỉ truy họa. Tiếp tục là chuẩn bị giảng thêm, nói thêm vài câu nữa. Nhưng càng chẳng chú ý chuyện, nhưng mà vừa giảng một câu, vừa nói, cái từ chẳng là nói, nhưng vừa nói một câu gì nè, tờ hoa, một câu nói. Nhưng khi mà vừa nói một câu nói mà người ta nghe không được rõ, bỉa rảnh mấy thiên chinh chủ là người ta nghe không được rõ. Chiêu thu rán chống ý tự sang hoa lợ xả lại, đột thì đột nhiên từ trên ghế ngã, đổ ngã xuống. Tha tờ xin giang binh pha chùa lợ, bệnh tim mạch của ông ta lại tái phát rồi. Rồi, Trung của Trung Trung Rư Lẻng của là hai nước Trung Nhật. Rồi nó có chữ y sân nữa, như vậy là mình sẽ dịch là bác sĩ của hai nước Trung Nhật, dịch ngược lại ha, bác sĩ của hai nước Trung Nhật và các giáo sư toán học, su xuế chao sầu mẫn là các giáo sư toán học, giáo sư toán học kinh khủng lắm đấy. Cán chỉnh bảo qua chuyện rằng tha thẳng xạ, vội vàng chạy đến đỡ ông ta nằm xuống. Bình lý khơ sông tao tông trinh ta xuế y viện, liền ngay lập tức đưa ông ta đến bệnh viện của Đại học Tokyo. Rư bần tờ xin trang binh y sân mệnh, các bác sĩ về bệnh tim mạch của Nhật Bản đã chua lờ chỉ ta nỗ lực, đã hết sức cố gắng rồi, đã làm hết sức cố gắng rồi. Tan hoa lũa cân chuê mấy dậu xỉnh qua lại, nhưng hoa la canh vẫn không có tỉnh lại. Rồi, nguyên cái cụm từ thời gian này ta dịch ngược lại nha. 9 phút đêm ngày 10, 9 phút lúc 10 giờ đêm ngày 12 tháng 6 năm 1985, dịch ngược lại như vậy. Hoa la canh đã qua đời. Ghi lại phút luôn ha. Tha hồ chơ tờ sử hô chinh chẳng sổ. Khi ông ta còn sống, thường xuyên nói rằng hồ chơ tờ sử hô là khi còn sống, khi còn sống ha. Thường hay nói rằng giao cung chua tạo, cần phải làm việc đến. Cung chua tạo là động từ. Rồi truy hô ý khơ là tân ngữ ha. Tờ truy hô ý khơ là đến cái giây phút cuối cùng.
cần phải làm việc đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, à, của cuộc đời, của mạng sống của cuộc đời đó. 我愿死在工作岗位上, duyên ở đây thà hay là nguyện, tôi nguyện chết trên cương vị của công việc, à, là tôi thà chết trên cương vị của công việc, tôi nguyện lòng chết trên cương vị của công việc. Ở bù yên sử trai bình choáng sang, mà không muốn chết ở trên giường bệnh. Chơ vây tang tai su xuế ta sư, là nguyên cái cụm từ này. À, bậc thầy, ta sư là bậc thầy. Bậc thầy toán học à, đương đại này, tang tai tức là thời bấy giờ đó, đương đại ha, đã thực hiện được cái nguyện vọng của chính mình rồi. Sử xen là tự chỉ tập duyên vọng. Những người nào mà chết, chết tai biến á, là tai biến cái, bị tai biến một cái là chết luôn, thì người đó rất có phước. Thường là cái tâm sống rất là hiền, có phước lắm á, mới chết được như vậy nha. Chứ nếu mà tai biến mà nó không có chết, mà tai biến xong cái nó bị liệt người, xong rồi là thậm chí không đi được, phải nằm, không ngồi được, không đứng dậy được, không đi được là cả nhắc, mà phải ngồi thôi, người ta phục vụ mình, thậm chí liệt nặng quá rồi nằm liệt giường, thì như vậy á, là sống đâu thêm 1-20 năm nữa mới chết. Người ta phục vụ mình á, là cái cảnh đó là phục vụ 1-3 tháng không sao, phục vụ là 1-2 năm hay là 1-20 năm là một cái điều là không tưởng nổi, nó rất là kinh khủng, rất là chán cho người nhà. Thế nên nó là cũng hưởng hết bao nhiêu phước từ trước đến giờ, là có bao nhiêu phước là đến cái lúc bệnh nặng như vậy á, người ta chăm sóc mình xem như là người ta trả hết ơn cho mình, và đến khi người ta là cảm thấy là không còn thương mình nổi nữa, cảm thấy là bực mình, thì tức là cái phước và cái duyên của cái người này đối với những người xung quanh, người nhà là hết hẳn. Kiếp sau là không còn duyên phước là nợ nần gì khác nữa, là trả hết trong kiếp này rồi. Nó vậy đó. Nên những người mà chết, chết nhanh là rất có phước nha. Ngoại trừ những người mà bị tai nạn ngoài đường các cái thôi không nói. Nhưng mà những người mà già, ta nói già nha, không nói trẻ nha. Nói già mà chết đột tử á, là có phước. Chứ mà trẻ mà chết đột tử thì cái đó là cũng là trả cái nghiệp rồi. Nó là không phải là có phước đâu. Có phước chứ phước không biết. Nhưng mà chắc chắn có một cái nghiệp nặng. Ngày xưa là bà nội của thầy cũng vậy, đến thọ đến năm 93 tuổi mà bà không bị sao hết, đi lại bình thường. 93 tuổi vẫn đi được cái lưng cong cong thôi, đi được bình thường, còn đánh đu cháu là cháu nằm võng là còn đu đưa được. Nên là rất là khỏe, và bà cũng thường xuyên nói rằng là chỉ nguyện lòng làm sao mà sống đến lúc chết không có làm phiền con cháu, không có để cho ai phải chăm sóc mình. Sống được như vậy là bà thấy là mừng. Suốt ngày là bà cứ hay nói với thầy như vậy. Nên là cái điều ước của bà là cuối cùng là cũng được như ý muốn như vậy. Quả thiệt là bà cũng rất có phước. Mà trong tất cả những người cháu, cháu nội, là rất là nhiều người cháu nội. Nhưng mà không hiểu sao là bà nội là rất là thương mến thầy nhiều nhất, cái tình cảm của bà dành cho mình nhiều nhất. Chắc có lẽ là do mình có cái sự quan tâm đến bà nhiều hơn những người cháu khác, cho nên là bà thương mình. Ví dụ như là mình đi vô trong rẫy hay kiếm được một trái ổi nào mà ổi chín á, rất là thơm, ổi chín mềm á là bà ăn được, là thế là có được cái trái cây nào mà chín mềm là mang về là biếu cho bà. Có được cái trái xoài nào chín thơm không hư mang về biếu bà. Cho nên bà rất là cưng mình. Lâu lâu là cứ đi đâu về á, là đi đi học về hay là đi làm về, sống xa nhà mà lâu lâu mà về quê gặp bà là thế là bà ngồi nói chuyện hỏi thăm là cả tiếng đồng hồ không hết. Nói đến khi nào mình thực sự là mình là thấy là ngồi mỏi cả lưng luôn. Mắc cười lắm. Rồi chúng ta học xong bài đọc thêm này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại học phần giải thích từ mới nha. Rồi ta học giải thích từ mới nha, giải thích từ ngữ á.
chín quản, chín quản, đọc là chín quản, chín. Chín là thân ba nhưng mà quản là thân ba nên mình đọc là chín quản thân hai ba. Dù cho dù ha, cứ cứ việc dịch vậy. Đó là liên từ chín quản dùng trong phu truy tờ tí cơ phân truy chung. Từ chín quản này dùng ở phân câu đầu của câu phức. Ta xem ví dụ một này. Chính quản tha xuế lờ san nén trung vấn khờ sư hải bù nâng sụa. Cho dù là anh ấy đã học hết 3 năm tiếng Hoa, tiếng Trung vẫn không thể nói được khờ, nhưng vẫn không thể nói được. Ta thấy là chính quản đứng ở đầu câu ha. Câu 2 là chính quản công chúa trông dấu sử tố khoăn nán. Khờ sư tha ý cơ cơ tô khờ phú lợ. Cho dù trong công việc có rất nhiều khó khăn, nhưng anh ấy đã khắc phục được từng cái một. Khơ phủ khắc phục. Phần 2 người ta giải thích thêm là chô vấy phụ chữ chính quản biểu sư tuy phang phang xin chô truy chô mẫu sư. Phó từ chính quản biểu thị ý làm cho đối phương yên tâm làm một việc gì đó. Và từ chính quản trong trường hợp như vậy ta dịch là cứ ha, thường là nó đứng ở đầu ở giữa câu, giữa câu, hoặc là nó đứng ở phân câu sau. Ví dụ 3. Chơ chen sư nì chính quản phang xin wo men yi ding bang nì ban hao. Việc này bạn cứ việc yên tâm, nghĩa là cứ ha, cứ việc yên tâm. Chính quản phang xin nì chính quản phang xin, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn làm tốt, làm xong, làm xong. Câu 4. Nǐ yào yǒu shěnme wěn tí, jǐn guǎn wěn wǒ, bù yào kè qì. Bạn có vấn đề gì cứ việc hỏi tôi, không nên khách sáo, không cần khách sáo. Như vậy ha. Chống chữ, chống, chống chữ. Cái từ chống và chữ đều là âm chữ chữ cờ ha, một chữ cờ thôi. Chữ chống chữ. Ví dụ một, chống chữ là từ đó ha. Ví dụ một là chuẩn lý chen chỉ là tiên dịnh chuyện. Chống chữ ý hồ ta chia khan tiên dịnh bú dung chu chuẩn lợ. Chuẩn lý là trong thôn. Chen chỉ là tiên dịnh chuyện là từ lúc xây dựng một cái rạp chiếu phim. Trong thôn từ lúc xây dựng một cái rạp chiếu phim là chống chữ ý hồ. Từ đó về sau. Chống từ ý hậu vậy là từ đó về sau ha. Cái ở đây người ta cũng dùng như một thành ngữ luôn đó, chống từ ý hậu 4 chữ ha, từ đó về sau. Mọi người xem phim không cần phải ra khỏi thôn nữa. Câu 2, nông民 tư phê ban chỉ là thú sủ quản, người nông dân tư phê ở đây là tự tự bỏ chi phí ra, gọi là tư phê tự lo chi phí. Người nông dân tự lo chi phí làm một cái thư viện, cho chỉ là thú sủ quản là một cái thư viện. Chống từ xuế khơ xuế dùng khơ xuế tờ rỡn về lại về tố lợ. Từ đó nguyên cụm từ xuế khơ xuế và dùng khơ xuế tờ rỡn, nguyên cái cụm từ này là ngữ động từ. Vậy dịch là người chứ, những người học khoa học và sử dụng khoa học càng lúc càng nhiều rồi. Câu 3. Na wei yi su jia chong qian nian qi bu zai yan chu le. Chong zi yi hou kai shi le ta de chuang zao gong zuo. Các nhà nghệ thuật. Na wei yi su jia, nhà nghệ thuật đó. Bắt đầu từ năm ngoái, từ năm kia ha, chong qian nian là năm kia, bắt đầu từ năm năm kia không còn diễn xuất nữa. Từ đó về sau bắt đầu cái gì? Khai sử là tha tờ choang trao sân hổ, bắt đầu là cuộc sống sáng sáng tác của cô ấy.
không có diễn xuất nữa là chỉ là sáng tác thôi. Vũ chinh, vũ chinh là bất giác, không kìm được, không nhịn được. Ví dụ 1. Khan tao sủng mau na khở xeo de yang zi. Nhìn thấy cái gì? Tờ yang zi là tân ngữ. Nhìn thấy cái dáng vẻ mắc cười của con gấu trúc. Khở xeo là mắc cười, bùng cười ha. Rấn mẫn. Vũ chinh ha ha ta xeo chỉ lái. Người ta không kìm được liền bật cười ha ha. Câu 2. Thinh tao bia rẩn tuy tha de pi ping. Tha bú chín hổng lèn, lèn hổng lợ. Nghe thấy cái lời phê bình của người ta đối với cô ấy, dành cho cô ấy không kìm được mặt đỏ lên. Nghĩa là sao? Mắc cỡ hả? Không phải. Mà là bắt đầu là nổi sân lên ha. Bắt đầu là bực lên á. Chữ lèn hổng là tức là mình hiểu là người ta đang tức á, bực bội lên. Câu 3. Chien tao ơ sử tô nén mấy chien tà lào phẳng dậu. Thấy động từ là chien tao và chữ lào phẳng dậu là tân ngữ ha. Gặp được những người bạn lâu năm, những người bạn cũ, là gặp được những người bạn cũ 20 mấy năm không gặp. Cô ấy không kìm nén được, vui mừng đến nỗi nhảy tưng lên. Nhảy lên. Ta học từ rú của hoặc là rú của tờ hoa. Rú của sư biểu sư giả sơ tờ lén chữ. Rú của là biểu thị, liên từ là liên từ biểu thị về giả thiết. Biểu sư giả sơ, giả sơ là giả thiết, biểu thị giả thiết, là liên từ biểu thị về giả thiết. Hậu men dầu tai sang tờ hoa, phía sau thường cũng có kèm theo chữ tờ hoa nữa. Giả sơ tờ y vây cân trùng, nếu mà thêm phía đằng sau mà thêm chữ tờ hoa thì cái ý vị của cái từ của cái giả thiết đó càng đà được nhấn mạnh hơn nữa. Ví dụ 1. Rú của tha bu zhi dao tờ hoa qin ni gei tha ta ge dian hua, dịch là nếu như anh ấy không biết thì nhờ bạn hãy gọi cuộc điện thoại cho anh ấy. 2. Rú của ní dầu khoăn nạn tờ hoa chiêu cao sủa, nếu như bạn có khó khăn thì xin hãy nói cho tôi biết. Câu 3. Rú của chiếu tiền của bu lại tờ hoa ní chiêu tự chỉ cơ rắn là chuy, nếu như 9 giờ mà tôi vẫn không đến thì bạn cứ việc đi một mình, chỉ cơ rắn chuy, tự chỉ cơ rắn chuy đi một mình đó. Đi mình ơn. Câu 4 là rú của thảo nguyên mấy dầu sủy tờ hoa, nếu như thảo nguyên mà không có nước, nếu dạng hải nẫn hỏa ma, bò và dê còn có thể sống được hay không? Ý nói là có bãi cỏ thảo nguyên, tức là có bãi cỏ rất là rộng lớn, mà bãi cỏ rộng lớn là ăn cỏ không thôi, mà không có nước uống thì cũng không được, cho nên phải có một cái đầm lầy để uống nước không. Tang sang, ta có chữ sang đứng đằng sau động từ ha. Đã làm, người ta nói là chữ sang cân trai tung sử chư hồ chua chế của phú dị. Chữ sang đứng đằng sau động từ làm kết quả bổ ngữ ha. Cân trai tung chữ chư hậu là đứng đằng sau động từ. Chua chế của phú dị làm bổ ngữ kết quả. Biểu sư sử xen hoa tả tạo là mẫu trùng mu tị, biểu thị là đã thực hiện hoặc là đã đạt được một cái mục đích nào đó. Ví dụ 1. Hiện tại Trung Quốc nông dân qua sang lờ xin phủ tờ sinh hồ, bây giờ nông dân ở Trung Quốc đã sống một cuộc sống hạnh phúc. 2. Tha truy nén tăng sang lờ ta xuế xào trạng, năm ngoái anh ấy đã làm hiệu trưởng của một trường đại học tăng sang.
tức là chỉ về kết quả ha. Chữ sang đứng sau động từ chỉ về kết quả. Câu 3. Tha bần lại khu xiang tang sâu hồ yuán sui zhi tang le liang nian sâu hồ yuán yi hou tha jing ai sang le zhe ge gong zuo. Cô ấy vốn không thích vốn dĩ không thích làm nhân viên bán hàng. Ai ngờ sau khi làm nhân viên bán hàng 2 năm, cô ấy lại yêu thích cái công việc này. Cái từ chinh, tha chinh ai sang, thì chữ chinh này gì là lại ha, cô ấy lại yêu thích. Rồi ta có chữ chia hay là giới. Giới là cái từ thế giới, là nói về một cái giới nào đó, một thế giới nào đó, một cái nhóm người nào đó là giới. Cậu ví dụ một là hoa lúa cưng sư của mình, hoa lúa cưng sư của của su xuế chia tờ ý vây mình dẫn. Hoa la căn là cái gì? Sư là thấy là tờ ý vây mình dẫn là tân ngữ chính ha. Hoa la căn là một danh nhân gì? Trong giới toán học của nước tôi, của su xuế chia là giới toán học của nước tôi. Hoa La Căn là một danh nhân trong giới toán học của nước tôi. Câu 2. Chí bái sứ sư sư chê su xuế chê tờ ý vây ta sư. Tề bạch thật là một bậc thầy. Ý vây ta sư là gì? Là một bậc thầy. Một thầy gì? Về gì? Bậc thầy về giới nghệ thuật của thế giới. Ha, của thế giới luôn ha. Sư chê y su chê. Sư chê. Y su chi giới nghệ thuật của thế giới. Tề bạch thật là một bậc thầy của giới nghệ thuật của thế giới, là một bậc thầy của giới nghệ thuật của thế giới. Câu 3. Tha de su xue si xiang zai li luan jie yin qi le yin qi, đó là yi en yin 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 qi le hen da zheng luan. Tha de si, tha de su xue si xiang, tư tưởng học thuật của ông ấy đã, cái từ trai rồi yin chỉ lý luận chỉ là trong giới lý luận yin chỉ là hẳn ta tranh luận, dẫn đến nhiều tranh luận, dẫn đến sự tranh luận rất lớn trong giới gì, trong giới lý luận, tư tưởng học thuật của ông ấy đã dẫn đến sự tranh luận rất lớn trong giới lý luận. Rồi bài học đã kết thúc, các em hãy học tốt bài này, xong rồi hôm khác chúng ta học tiếp bài số 18 nha. Rồi xin chào tạm biệt các em nha. Học sinh mến, 再见.